Sáng nay ngày 11 tháng 5, Trường Chính trị Nguyễn Chí Thanh phối hợp với Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế mở lớp bồi dưỡng đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự khai giảng có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Quang Tuấn. Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 91 học viên trong thời gian 3 ngày. Các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề bao gồm tình hình phát triển kinh tế xã hội của đất nước và những vấn đề đặt ra cho chính quyền cấp huyện, cấp xã, chính quyền địa phương và đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, kỹ năng giám sát, kỹ năng thuyết trình, thảo luận, tranh luận, kỹ năng tiếp xúc cử tri, tiếp công dân và kỹ năng trong tham gia xây dựng ban hành nghị quyết của đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã. Đây đều là những kiến thức rất cần thiết để các đại biểu Hội đồng Nhân dân thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình ở các địa phương. Phát biểu khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, công tác bồi dưỡng kiến thức kỹ năng cho đại biểu dân cử đóng vai trò rất quan trọng, do đó đề nghị các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi học. Trong quá trình học cần có những trao đổi thẳng thắn với các giảng viên về những vấn đề chưa rõ trong hoạt động ở địa phương để cùng bàn bạc và có cách giải quyết. Những bài học trên lớp cần được vận dụng sáng tạo vào thực tiễn công tác để đem lại hiệu quả công việc cao nhất.